xỏ dép, cúi lạy Ngài cho chân con vững chãi để tiến lên dẫu đường xá hiểm nguy. Nguyện theo Ngài thập giá đâu quản ngại, Chúa cầm tay dẫn bước con đi. Thánh Thi số 173 trong văn kiện trình bày và quy định phụng vụ giờ kinh nói rằng Thánh Thi đã được dùng trong kinh Nhật tụng từ xa xưa và bây giờ cũng thế. Quả vậy, không những nhờ bản chất dạt dào tình cảm rất thích hợp để ca tụng Thiên Chúa mà còn vì được dân chúng ưa chuộng, lại biểu lộ được đặc tính của mỗi giờ kinh và mỗi ngày lễ hơn những phần khác trong kinh Nhật tụng, nên Thánh Thi có sức lôi kéo và thúc đẩy ta cử hành sốt sắng các giờ kinh. Nét văn vẽ của Thánh Thi cũng thường góp phần tăng thêm công hiệu này. Hơn nữa, đó còn là một yếu tố thơ quan trọng nhất trong kinh Nhật tụng do Hội Thánh sáng tác. Cũng chính vì những yếu tố này mà một vài phần trong tập này chúng ta sử dụng các Thánh Thi. Có những tình huống, hoàn cảnh trong cuộc sống rất ưng hợp với những Thánh Thi có sẵn trong sách các giờ kinh phụng vụ. Vì vậy, chúng ta có thể ứng dụng cho đời sống tâm linh, đời sống cầu nguyện của mình bằng cách vừa hành động cách nhấn nha, chậm rãi một công việc nào đó, vừa có thể đọc thầm Thánh Thi đầy chất thơ của Hội Thánh. Ví như khi xỏ dép, xỏ dài hàng ngày, chúng ta đã đọc Thánh Thi sau đây: cúi lạy Ngài cho chân con vững chãi để tiến lên dẫu đường xá hiểm nguy. Nguyện theo Ngài thập giá đâu quản ngại, Chúa cầm tay mà dẫn bước con đi. Còn nhớ trong ít ngày ở châu Âu và đất Úc, trời lạnh, thế là tôi đi dài suốt ngày. Số lần xỏ dài, xỏ dép trong ngày ít lắm. Nhưng ở quê nhà Việt Nam, tôi biết mình và đa số mọi người phải xỏ dép rất nhiều lần, nhiều lần mỗi ngày. Chúng ta sẽ thánh hóa việc xỏ dài, xỏ dép đó. Chúng ta sẽ cầu nguyện nhân cơ hội xỏ dài, xỏ dép đó theo Thánh Thi ở trên. Nhờ đọc Thánh Thi, chúng ta có đủ thời giờ quan sát chính mình đang xỏ dài, xỏ dép, ý thức mình đang xỏ dài, xỏ dép. Tôi nhớ có một vị nhân nào đó phát biểu: khi bạn thắt dây dài, hãy chỉ biết là bạn đang thắt dây dài. Thế là sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Thánh Thi này đủ dài để chúng ta xỏ dài, xỏ dép, không hấp tấp, không vội vàng, nhưng khoan thai, thư thả. Xỏ dài, xỏ dép và biết mình đang xỏ dài, xỏ dép. Xỏ dài, xỏ dép là để chuẩn bị đi đâu đó. Nhưng cho dẫu chúng ta đi đâu, về đâu, đoạn đường ngắn hay dài, đi trên xa lộ, đại lộ hay những con đường mòn, những con đường làng ngoằn ngoèo khúc khuỷu, chúng ta ước được đi cùng với Chúa. Chúa cầm tay mà dẫn bước con đi. Nhờ vậy, bước đi của chúng ta sẽ được an lạc, thảnh thơi, vững chãi, đi đến nơi, về đến chốn. Người Semit cổ sống đời du mục, cho nên con đường, lối hẻm, đường mòn đóng một vai trò thiết yếu đối với họ. Thành thử, họ đã dùng những từ ngữ đó để nói về đời sống tôn giáo và luân lý. Chúng ta tiếp bước theo đường hướng đó, nẻo đường nào cũng cần có Chúa cầm tay dẫn dắt. Vậy thì nẻo đường tâm linh của chúng ta càng cần đến Chúa hơn bao giờ hết. Chúng ta chỉ biết có hiện tại, chúng ta không biết và không nắm được tương lai thế nào. Có hiểm nguy, có thập giá khi nào hay ở đâu, chúng ta nào có biết. Còn Thiên Chúa, đường con đi, Chúa biết rồi, và đường con sẽ đi, Chúa cũng biết. Vì Ngài đầy quyền năng, vì Ngài là tình thương, không gì ngoài tình thương và quyền năng của Ngài. Hơn nữa, chúng ta vẫn nói với Chúa: con biết con thật sự yếu đuối và bất toàn. Đã bao lần con đã ngã, đã té, đã bao lần con đã tự buông tay ra khỏi Chúa. Con thích đi một mình, con thích lẫn vào những chỗ tối tăm, mờ ám của những cơn cám dỗ và tội lỗi. Bởi vậy,
Bây giờ con xỏ giày, xỏ dép, con ý thức là con đang chuẩn bị đi cùng với Chúa Giêsu. Ngài là Môsê mới, là vị hướng dẫn, là người đi kèm, là người cổ võ cho con. Nhưng Ngài đã tiến đến gần và cùng đi với hai môn đệ trên đường Emmau. Con đang chuẩn bị đi theo con đường của Chúa, đó là chính Chúa Kitô. Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là con đường đi vào vinh quang, nhưng chỉ có thể được thực hiện qua con đường thập giá. Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Con đang chuẩn bị đi trong tâm tư phó thác đường đời cho Chúa, đi với lòng nguyện rằng cúi lạy Ngài cho chân con vững chãi để tiến lên dẫu đường xá hiểm nguy. Nguyện theo Ngài thập giá đâu quản ngại, Chúa cầm tay mà dẫn bước con đi. Amen. Bài thơ đầu anh viết tặng riêng em là bài thơ anh kể về đôi dép. Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết, vật tầm thường cũng được viết thành thơ. Hai chiếc dép kia gặp gỡ từ bao giờ chẳng rời nhau nửa bước, cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược, lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau. Chung lúng bước đi, chung cả khi vẹt mòn, dầu nhục vinh chẳng tìm theo người khác, cùng chia sẻ dưới sưng người cha đam. Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia. Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi, mọi thay thế sẽ trở nên không khí gương. Dùng nhau nhiều nhưng người đi sẽ biết hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu. Cũng như mình trong những phút vắng nhau, bước hụt hẫng sẽ nghiêng về một phía, dẫu bên cạnh đã có người thay.